Cảm ơn Hưng, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng để tham gia chương trình Zoom Up cùng với các em thiếu nhi. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị trong những chương trình thì cảm ơn Hưng cũng nhận được rất là nhiều những comment, những email, những text của quý vị gửi vào để khích lệ tinh thần cho các em. Quý vị khán giả thì luôn luôn khen ngợi các em là sinh ra và lớn lên đây đây cũng chịu khó học hỏi, nói tiếng Việt rất là hay. Những câu trả lời đôi khi rất là thơ ngây nhưng mà cũng lấy sự khuyến khích, cái sự cố gắng của các em luôn luôn được cha mẹ thầy cô khuyến khích để giữ gìn văn hóa lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta. Một lần thì chương đến với chương trình chúng tôi có hai bốn em thì chúng tôi chia làm hai đội, đội A đó là Tục Thuận Thiên và Tục Nghi, và đội B thì có bé Ngọc Nguyễn và bé Britney đang tham dự chương trình một đố quê đi học. Thì trong phần đầu thì chúng tôi đã có ba câu hỏi và đội B đã được 20 điểm đầu tiên, đội A được 10 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình một đố quê đi học. Các con đã chuẩn bị chưa? Ready chưa? Để mình chuẩn bị câu hỏi thứ ba, thứ tư ha. Rồi. Câu hỏi thứ tư thì là một cái câu hỏi về tục ca dao tục ngữ. Câu hỏi đó là các em chơi biết chữ cuối trong câu tục ngữ con không cha như nhà không? A là cửa, B là nóc, C là cột và D là A, B, C đều đúng. Thì các con có thể cho biết cái câu trả lời này là gì? Dạ thưa thầy là câu hỏi B nóc. Câu hỏi B là nóc. Đã trả lời câu hỏi đúng là nóc, phải không? Thì đây là một cái câu tục ngữ mà chúng ta cũng nghe, một trong những câu tục ngữ là thường thường được dạy giảng dạy, các thầy cô cũng nói đến nhiều đến cái câu tục ngữ này. Tùng Thuyên, Tục Nghi có thể cho biết là ý nghĩa của câu này không nè? Dạ thưa thầy, câu này có nghĩa là cái nóc của nhà mình nó luôn che chở mình, mưa thì nó che mình không có bị ướt hay cái gì, giống như một cái nóc, người cha của mình always protect us, so that's basically what it Yeah, đúng là chính xác. Câu trả lời, câu giải thích rất là hay. Cảm ơn Thường Thiên. Thì kính thưa quý vị, phải nói chúng ta nghe các em có thể hiểu được những cái câu ca dao hay câu tục ngữ như vậy, rồi đó nó là một cái niềm vui các em có thể hiểu thêm được về cái ý nghĩa, về cái truyền thống như vậy. Đúng như vậy thì người cha trong gia đình thì luôn luôn được so sánh như là cái nóc của nhà để che chở bảo vệ cho các con, cho gia đình, như là đúng như là Thường Thiên đã giải thích. Thì một nửa đây cảm ơn Thường Thiên và Thục Nghi đã trả lời đúng như vậy. Đội A, đội B đã được cùng số điểm là 20 điểm. Wow, như vậy thì nó bắt đầu gay cấn hơn phải không? Mình sẽ có câu hỏi cuối cùng để xem là đội nào sẽ thắng giải giải ngày hôm nay. Câu hỏi cuối cùng thì em nào mà đi chợ nhiều với bố mẹ thì có thể biết, thì các em có thể cho biết cái trái cây này là trái tên gì không nè? Alright, mời đội A phải không? Yeah, đội A giơ tay trước, con có biết trái này trái gì không? Trái chôm chôm hả? Wow, đúng như vậy, chính xác, trái chôm chôm, rất là giỏi. Như vậy chắc Thuận Thiên với lại Thục Nghi có bao giờ ăn trái này chưa? Dạ thầy, nhà con mê ăn trái này thầy. Mẹ trái chôm chôm hả? Britney, con có biết trái chôm chôm tiếng Anh là trái gì không? Yeah, today rambutan. Rambutan, đúng rồi. Bé Ngọc thì chắc là còn thấy trái này rồi phải không con? Dạ, thì Con có thấy, con có biết trái chôm chôm không? nói gì ạ? Dạ, biết, dạ, con ăn nhiều, Ăn dạ, nhiều. mời Vậy đó hả? Trái chôm chôm. Trái chôm chôm thì không được trồng ở Mỹ thì không có phải không? Thì khí hậu nhiệt đới, những cái vùng tropical weather thì nó dễ trồng hơn. Chúc mừng đội A ngày hôm nay đã thắng với giải. Thì các em sẽ được giải thưởng 20 đô từ các quý vị bác sĩ miền Nam Cali sẽ gửi tặng cho các con. Chúc mừng đội A. Thì cũng cảm ơn đội B, bé Ngọc và bé Britney đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Bé Ngọc ngày hôm nay cũng trở lại với một bài hát, phải không? Con có thể giới thiệu đến khán giả của Đài Liêu Sài Gòn TV, bữa nay con sẽ hát bài gì nè? Dạ thưa thầy và người đang xem đài lúc phải đọc tivi, bữa nay con sẽ tặng cho quý vị khán giả bài tên là Áo Mới Cà Mau. Thì ngay sau đây thì bé Ngọc Nguyễn sẽ hát chúng ta nghe cái bài Áo Mới Cà Mau.
Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cùng với các em trong show Zoom Up ngày hôm nay. Chúc mừng hai em Thường Thiên Thực Nghi, cũng như là chúc mừng Britney và Ngọc Nguyễn. Cảm ơn hai con đã cố gắng học bài. Bữa nay là tham dự chương trình rất là sôi nổi phải không? Mình very close to Quy Lương, hai đội rất là hay. Cảm ơn các con. Để mời các con gửi lời chào chia tay quý vị khán giả của Đài Little Saigon TV. Tiếp theo là mời bé Britney. Dạ, con chào quý vị khán giả của Đài Little Saigon TV. Con chào thầy, con chào mấy bạn. Rồi, chào con. Rồi, lần sau con đến tham dự đây nha. Rồi, mời hai em Thường Thiên và Thục Nghi. Dạ, con xin cảm ơn Đài Little Saigon TV đã tổ chức Zoom Up. Con xin chào quý khán giả của đài và thầy Cam Minh Hân. Con xin kính chào quý khán giả của Đài Little Saigon TV. Con xin kính chào thầy. Bye bye các bạn. Bye con, bye bé, bé Ngọc. Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Little Saigon. Kính thưa quý vị, một lần nữa tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Zoom Up cùng với các em thiếu nhi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp chương trình cũng như là quý vị có các con em muốn tham dự chương trình có thể liên lạc với Cao Minh Hưng qua số điện thoại là 714-403-9315. Xin trân trọng kính chào quý vị và chúng tôi xin kính chào.